ឥឡូវយើងចាប់ដើមបង្កើតបាទដែលថ្មីមួយសម្រាប់គ្រប់ក្រុមនិស្សិតណាបាទគ្រប់ក្រុមនិស្សិតអញ្ចឹងយើងមាន table បាទដូចខាងក្រោមយើងមាន table អីគេយើងមាន table student table បាទ faculty មហាវិទ្យាល័យ study បាទសិស្សនឹងក៏រៀននៅជំនាញបាទនៅមហាវិទ្យាល័យមួយណាជំនាញគេមែននេះចំនួនទីប្រមាណគ្រប់អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទសិស្សនឹងបាទតើតើនៅបន្ទុកសិស្សគឺជាមាន table គឺ table score មែននេះបាទអញ្ចឹងមុនបង្កើតបាទមុនបង្កើត table ហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតuser ថ្មីមួយបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ table ទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើបាទយើងចូលក្នុង SQL developer យើងបង្កើត table ថ្មីមួយយើង create okay create user មិនដាក់ថា CS ចុះបាទ identify okay byCS 1 2 3 ត្រកចាំអូខេអញ្ចឹងយើងចង់បាទឲ្យ user នឹងស្ថិតនៅក្នុង table space មួយណាអញ្ចឹង table space យើងអាចបង្កើតថ្មីក៏បានយើងអាចបង្កើតយើងអាចប្រើឲ្យដែរមានស្រាប់ក៏បានដែរតោះអត់អញ្ចឹងយើងប្រើ default វាចុះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ default របស់វាអញ្ចឹងយើងបាទប្រើ default table space ចាំអាច control បាទ table space user មាន S បាទ temporary បាទ temporary របស់ one គេ temp អញ្ចឹងយើងឲ្យបាទតន័យសម្រាប់ user ហ្នឹងបានប្រហែលជីបែបនេះបាទ quota អូខេ control space ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងដាក់ 10g ក៏បានដែរ 10g បាទ 10g on user បាទទៅលើ default table spaceគូថាយូ user អត់ទៅថតប្រកាន់នេះបាទគូសអូខេយើងជិះបង្កើត create អូខេអញ្ចឹងនិយាយថាយើងបង្កើត table នឹងហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងបង្កើតហើយយើងមិនតោះមានសឹកកណ្ដិចទៅកាន់នេះបានទេកណ្ដិចបានទេហោះយើងចង់កណ្ដិចហោះចាំមើលបាទ vision យើងត្រូវដាក់ម៉េចបាទខ្ញុំដាក់ថា CS user ចុះCS password វិញ CS 1 2 3 3មែននេះបាទយើងតេសដាក់មើលគេថាម៉េច lake create session privilege មែននេះយើងតោះបដោសិតឲ្យគាត់កំណត់ទៅកាន់តែតើមិនបានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវការបាទgrand ដល់មកចាប់ដើម grand បាទគេ grand បាទជាងជាង grand create session create session to គេ to cs បើសិនបាទយើងបាទក្រែនតែប៉ុណ្ណឹងសួរថាតើគាត់កណិចបានទាំងដែរតើឬទាំងបង្កើតថេប៊ូតាមការសិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានតែកណិចមួយនៅនេះបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់បាទចង់ឲ្យគាត់បង្កើតថេប៊ូបានតែម៉េច create enable ឬក៏យើងអាចបង្កើតមួយទៀតយើងបាទជា role ជា role ក៏បានដែរនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជា role កាត់ role ថ្មីមួយមកបាទអញ្ចឹង create roleCreate okay, role បាទខ្ញុំថា CS role ចុះ CS role okay ញ៉ូស្ទូនមួយសិន okay ចឹងតមកយើងបើចាប់ដើម grand មែននេះ grand create session okay create session មក createAny table បាទ create បាទ view okay create okay sequence okay create sequence okay create it បាទ create trigger okay
đi ai tiga à bạn đang sát nhá thu cái thu thu râu này bạn đấy thu cs râu này đây một cái nè mà cs râu ok ok được không giải thích anh grand all các bạn này grand all mà chứ mà chứ như ai tôi một tiếng dương chấp đám mà grand role lắm một cán user vậy một đòn chương dân đồ đi mà chương dân grand cs role role thu sĩ cs chứ có play su đi phong mà và grand set tổng tiếng dân đám grand mà một cán role một cán user ok và thứ hai chứ dân ai test ta tiếc bây này sẵn CS user ok CS password CS multibay ok tè xem là nét và nét chứ bây giờ còn nét chối và cán CS hay not admin đó mà ok dân cô đau ở dưới cho một cái table rồi đấy table nó không user nè nó không user thì ai là ngay đại dương mang cái này châu là ngay dân từ ca sẽ cầm bắn được lượt bị đặt hiện được đặt hiện chẳng mà còn đấy dân dân ai cho ca chỉ form nhập mà nhập nhập xuống đến nhập faculty nhập cái gì nhập study search còn ai là dân từ miền nam vui đó nhưng thầm thầm bốn từ ca một cái table nào muốn thầm ba cái table student môn hái student bán cái table và cái thi này tôi muốn những ai cái table study study hái ban cho mình cái table tiếp cái table là gì table score này từ lúc tụ sát đó mà tụ sát mà chẳng được những em form tụ sát một tiếp cứ form trẻ mà những ai chơi được chủng niên mà thì form đá được năm hai chơi lại mỗi mình chủng niên chơi ra đó chẳng những gì chủng niên tam được non chủng niên được non có bộ bọc armor đấy mà thời thời gian cầm điện vì chúng ta không tờ tầm mùi tế và giống như tầm mùi tế cầm đắt và giữa thứ bạn nhà bạn ok chấm nón tì màn chứ như ai chơi rơi chấm nón vào sơ rồi nót và sau giữa chấm nón tì màn giữa chấm nón tì bẩm buồn ok muốn đó chẳng biết bằng hai chấm sơ người chấm nón tì bẩm buồn là ngay có á bạn cầm giữa mấy cầm tì của ấy cầm giữa ai à lâu nào đang đó sơ tôi chưa hàng hàng giữa miền cầm đây đó hàng kỳ sinh hàng sầm nói thì miền cầm thì miền cầm ok vậy đấy mà trước lại thì phải xây cầu đấy trước lại nó cứ là lâu nào mà nó không thêm bót mà cho nên tỷ với những thằng tỷ mà đấy nam tỷ buồn có tỷ bảy vậy đấy cho mía tỷ bảy phần mà khú chung môi và u thò vậy đấy mà và cho xong đá là bây giờ lại mà hai chữ lại trở nam vì hai chữ một khú được nó sạch được nó xong mình nó ngay nó đó vì sót người ta vì sao lại giấu tại mua cứu nâng sắp chết đại vì nó xong mình cho mía nâng cho nắm nắm nâng tỷ tao nói là dân lấy nâng ngay hoặc là nhóm chấm như mà hai mua thế nó xa ta ở ở kho này thì bây giờ ở kho này dạy cho nắm mà bộ bộ đọc rám còn máy đọc rám con đọc của mùi chứ những ai cho chia form tụ sớt mà cú thọ mà cú thọ này cứ đàn ai tụ ở cú thọ đó mà áp phong cầm mà hoàng ngay chẳng bán bao bất tụ bật bến ok và chẳng bà biết thức cá bộ dân định đưa sơ dân ai mà nấy bà tiếng trong bạc bị đến cá mà cá chia phòng dân ai mà cú thọ khuy số 102 mà có bạn đọc rám đi, có sợi đại tật có sợi đại tật, sợi bạn nói đi bạn rám đi, ok bị thơm bị thơm có lưỡi mưa kia, thọ bạn đọc cho, ok ok bài nọ có thức luôn ai bạn sai khẻ em cho thọ nó, ok chân to tá bạn chân sắp, chân kết là tôi bán cứ kết bì, nó nế bà thọ nó ok chân nan mà còn bắt đầu biến mà đong chứ mà nằm buồn ok khuy có sloi bàn lo ok thó và hỏi thó nè
គេថើឆ្លងខាងដល់បានអឺ10ចុះអូខេមីធមមីធមគាត់ធ្វើខ្លួនឯងផងលួយមើលគេផងអូខេបាន12អូខេ final អូខេបានតបាន42អូខេចឹងតតាបាន73 grade ពួក B ដូចគ្នាដែរមែនទេបាទ grade ចែកជាទៀត grade B B និង B+ ទៅណាបាទតោះមកយើងបញ្ចូលគ្រប់ចំនួនសិនអស់ហើយយើងអាចធ្វើការសរសារទុកឯនេះសាវនេះតណាទៅកាន់ database យើងគឺទៅកាន់ table ណាគឺទៅកាន់ table score នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ homework គឺបង្កើត form student form faculty ចំណែក form នឹង form study ទៅអត់សិស្សចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះរៀននៅជំនាញណាមួយក្នុងវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យណាមួយទាំងអស់បាទតើមកទៀតតើតើនឹង score នេះ score នេះចាំយើងបង្ហាញបង្រៀនប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់ណាតើតើនេះអាហ្វមនេះទាំងអស់បាទបាទហូមវើក school work ក៏បានធ្វើលើក៏បានដែរធម្មតាណាការ form បើបកើតពីពីមិនយើងរៀនបាទនៅរៀនអូខេយូរនេះអូរខលបកកើត VB មែនតែចឹងខ្ញុំខ្ញុំតាមបូចាបាទអូខលអត់មានទៅចូលរៃសិនបាទចង់អស់ចេះមែនយូរល្អកើបកើតាមរយៈខមមិនល្អជាងណាខមមិនដូចថាធាននេះបាទបាទ